Xin chào anh em mình Nhật tiến. Đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một chiếc long jean với tình trạng là mới nguyên 100% full box anh em ạ. Thì uh, đi đến bên trong cái phần uh, box của sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái tấm khăn của hãng trang bị cho chúng ta và một cái phần uh, box sơn mài ở đây để chứa đựng cái sản phẩm đó chính là chiếc đồng hồ chúng ta nằm bên trong. Ở dưới phần đáy hộp uh, giấy này thì uh, chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ mà hãng đã trang bị cho sản phẩm, trông uh, khá là dày dặn anh em ạ thì anh em có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về các cái thông số của sản phẩm thì chúng ta tìm hiểu qua cái cuốn sổ này anh anh em nhé đến với anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc long Jean thuộc dòng long Jean master collection với tình trạng là mới nguyên 100% trăm box bóc thì ở trong đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tấm thẻ bảo hành quốc tế của hãng ở đây hãng long Jean. và ở trên cái tập thẻ này chúng ta sẽ có cái thông số về mã sản phẩm à, trước này của mình có mã là l 26285117 và sẽ có thêm một vài thông tin phụ như là Steel VVD, Gold Cap 200 và thông số về độ chống nước lên đến 33. À, trước này thì thoải mái cho anh em đi mưa và rửa tay thôi. Đi đến sản phẩm của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Long Jean Master Collection. Với size mặt là size 38.5mm. Phù hợp cho anh em có cổ tay từ 15 cho đến 16.5. Thì à, ngay sau đây chúng ta cùng trải nghiệm trên cổ tay của mình đây. Thì với cổ tay của mình đang có chu vi là 16.5cm thì lên tay sẽ rất là vừa Trước này thì đối với anh em có cổ tay nhỏ và vừa thì lên tay sẽ rất là đẹp anh em ạ Anh em có cổ tay to hơn một chút tầm khoảng cổ tay của mình tầm khoảng 16 5 thì chúng ta lên tay cũng rất là ok Bộ dây đi kèm thì đó chính là bộ dây đề mi khá là trẻ trung trông cũng rất là lịch sự anh em ạ Đi đến các cái thiết kế bên trong của phần dial thì lòng bên ngoài chúng ta sẽ có các vạch chia đều 60 phút ở đây Bộ uh, kim cọc thì được thiết kế theo dạng là bộ kim uh, lá liễu và Phần cọc hiển thị về giờ được thiết kế theo dạng là cọc số la mã Tăng cái uh, độ lịch sự cũng như là phần cổ điển cho các sản phẩm Longines Master này Về phần kim thì uh, được thiết kế theo dạng là bộ kim nung Nhưng anh có thể thấy thì uh, khi chúng ta nhìn trực diện như thế này bộ kim sẽ có màu đen Còn uh, khi chúng ta nghiêng qua ánh sáng Gỗ kim sẽ có cái màu xanh Màu xanh của phần kim nung anh em nhé Rất tuyệt vời Ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ là Long Jean và logo thương hiệu Ở góc 6 giờ thì sẽ là dòng chữ Automatic và Squidmate ở đây Và kèm theo đó chúng ta sẽ có thêm một cái ô lịch ngày Để anh em được trải nghiệm tốt hơn Về các cái giá trị thời gian Về phần niềng rồi thì được bọc vàng 18k Với cái độ dày là 20 micro Gốt các 200 và phần thân vỏ thì được bo tròn các góc cạnh xung quanh rất tuyệt vời và được phay bóng với nhau trên bề mặt của núm thì sẽ là dòng chữ Long Jean và logo thương hiệu của Long Jean ở đây cũng được à, mã rất tuyệt vời à, đi đến các thiết kế đằng sau của bề mặt nắp đáy thì chúng ta sẽ có các dòng chữ là The Long Jean Master Collection một vài thông tin về à, uh, Steel BBD, Stainless Steel và thông số về độ chống nước các cái thông số về mã máy cũng như là mã series ở trên bề mặt quả văng thì sẽ là một cái bộ máy ở đây thì à, bộ máy được trang bị cho chiếc này thì à, là bộ máy là .888.2 với cái logo của Longines và chữ Longines được khắc và skeleton ở trên cái bề mặt của quả văng đây à, các đường nét vân truyện khá là tuyệt vời nha em rất là sắc nét à, chiếc này của mình thì à, với cái bộ máy là l88.2 À, tần số dao động là 25.200 tần số và 65 giờ tích cót à, đối với chiếc này thì à, hiện tại với tình trạng mới nguyên 100% full box thì kết đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em chỉ 56 triệu 500 000 đồng thì chúng ta có thể sở hữu sản phẩm này về tay rồi và mọi sản phẩm tại kết bán ra thì đều cam kết chính hãng 100% và bao trách của anh em tại bất cứ nơi đâu để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin dưới phần bình luận cũng như là kết bạn qua Zalo qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình đây để chúng ta cùng được trao đổi các cái vấn đề mà anh em đang cần quan tâm và cảm ơn anh em đã theo dõi video này hẹn anh em tại các video tiếp theo của kênh đồng hồ chính Nhận kết quả xin chào anh em và chúc anh em có một ngày mới làm việc thật hiệu quả